Tiên Hà thích vậy đó hả? Thích vậy nè ba. Thích rồi, lau nhà mà thích được mẹ ẩm nữa hả? Nên vậy là sướng nhất nè. Thấy mẹ ẩm lau nhà là thích nhất. Đi qua cô chú cười ta te là. Đi qua Bay Yên thì cũng bắt Bay Yên ẩm vậy nè. Bắt Bay Yên ẩm giờ lau nhà vậy đó hả? Ẩm giờ lau nhà. Thích được ẩm mà thích được lau nhà nữa nên là vậy là sướng nhất rồi. Sướng quá mà. Đó, vậy là sướng nhất rồi cô chú ơi. Sướng chưa? Sướng hả? Xuống lau nhà nè. Xuống chơi lắc đầu. Bỏ xuống lắc đầu hả? Trời ơi. Trời ơi là trời. Rồi đây lau nhà. Dành việc kê lau nhà luôn rồi. Nhanh nha. Rồi để ba xíu làm việc đi, sao Hà quậy quá. Đi chơi với anh hai. Với cô chú nha. Anh hai có bóng kìa, anh hai có bóng.